Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dơ, mình là Amin Kha đây. Và ngày hôm nay thì sẽ là tiếp tục một video test game nữa về cái chiếc Galaxy S21. Ở đây thì mình thấy rằng là với chiếc Snapdragon 888 trong video test game hôm trước thì nó đã thể hiện gọi là khá là tốt rồi. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ quyết định là test thêm một cái tựa game siêu siêu nặng nữa, đó chính là Genshin Impact. Và cái mức setting của mình cơ bản của ngày hôm nay đó chính là độ rõ nét phải là cao, FPS thì sẽ phải là 60. Chỉ có hai cái thay đổi này thôi các bạn nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành đi vào phần test luôn. Mình cũng sẽ là bấm vào cái mục bắt đầu của cái đồng hồ đây, chơi trong vòng khoảng 20 phút. Ok. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Sẽ xong là thấy mượt hẳn các bạn à. Và bây giờ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ đầu tiên thôi. Hơi drop nhẹ các bạn nhé. Khi mà xoay cảnh như thế này thì nó sẽ có hiện tượng drop nhẹ, thấy rất rõ. Ok này. Làm một cái combo luôn. Drop khá là nhiều. Mới vào thôi chúng ta đã thấy hiện tượng drop rồi, không biết là con này có bị nóng hay không. Nói chung là so với cái chiếc Galaxy S21 FE thì nó phải gọi là cái sự khác biệt. Khác biệt rất rất lớn các bạn à. Snapdragon 888 như thế này là tạm thời ổn rồi đấy. Nhiệt độ thì mình thấy là nó cũng chưa nóng lên quá nhiều đâu, hơi ấm ấm thôi. Nhiệt độ phòng bây giờ của mình đang dao động tầm khoảng là 23,5 độ C các bạn nhé. Vẫn sẽ có những hiện tượng bị drop, khó mà tránh khỏi lắm. Có một vấn đề đó chính là mặc dù đã để cái độ rõ nét cao rồi nhưng mà mình thấy là nó vẫn có hiện tượng răng cưa khá nhiều. Rồi, mình sẽ test nhiệt độ luôn các bạn nhé. Thực ra nói về chiếc Snapdragon 888 này thì mình thấy là nó không phải là một cái dạng chip mà quá nhiệt như là nhiều người nghĩ. Cơ bản là nó trên so với lại những cái thế hệ chip trước đó, nó dao động tầm khoảng là 1-2 độ. Mình nghĩ như thế nó cũng là bình thường ấy. Kể cả là khi mà chúng ta di chuyển ngoài đồng bình thường như thế thì nó vẫn bị mà. Tận hưởng đi em ơi. Dựa game này thì cũng rất là nhanh thôi. Nếu mà em này gọi là nóng ấy thì mình nghĩ là nó sẽ dao động tầm khoảng 47-48 thì mới gọi là nóng. Nói như thế thì khác gì bảo iPhone 13 Pro Max bây giờ là nó là siêu siêu nóng rồi. Ok. Trải nghiệm nhìn chung là vẫn khá là mượt mà các bạn nhé. Tất nhiên nó vẫn sẽ có những hiện tượng drop nhưng mà nhìn chung tổng thể thì vẫn chấp nhận được. Chúng ta sẽ không cảm thấy quá khó chịu với lại những cái drop như thế này. Đây, hiện tượng drop bây giờ mình thấy nó đã rất là rõ rồi này. Nó không lên được 60 đâu các bạn à. Bắt đầu từ gọi là 9 đến 10 phút trở đi thì nó sẽ có hiện tượng như thế này. Sáu độ các bạn nhé. Đấy, 47-48 độ thì may ra mới bảo em này gọi là có phần nóng. Nhưng mà nóng này rất là dễ chịu tại vì mình không chạm phải các bạn à. Ui, 46.5 độ rồi này. Đấy. 47 độ này. Đây 47 độ này. Ok. 47 độ sau khoảng thời gian trải nghiệm là 13 phút như thế này. Và đây mình thấy rằng là gần như mình không chịu một cái sự ảnh hưởng nào cả. Viền, mặc dù là viền kim loại nhưng mà nó không quá nóng. Nó vẫn cứ ở ngưỡng là giữa mặt lưng thôi. Nó không có truyền ra bên ngoài tay nên là mình cầm mình thấy nó bình thường các bạn ạ.
Em bé thì nó sẽ không nằm ở cái ngưỡng lý tưởng là 60 đâu các bạn nhé. Nó vẫn sẽ có những hiện tượng drop. Nhưng mà so với lại con Galaxy S21 FE thì nó là một sự khác biệt rất lớn. Nhìn chung nó drop cũng gọi là nhiều nhưng mà mình chấp nhận được. Nói chung nó sẽ không khó chịu như là trên cái chiếc máy Galaxy S21 FE. Con này là cho ra trải nghiệm tốt hơn nhiều. Và mức giá nó cũng rẻ hơn nữa. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Còn bây giờ thì bye bye.